Tuyết Nha và Phạm Hồng Cường, xướng ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Bà Talib và các đảng viên Đảng Dân Chủ Hạ Viện khác kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Nam Hàn chào đón Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ngay trước cuộc họp quốc phòng. Quân đội Israel công bố video về bệnh viện ở Gaza nơi con tin bị giam giữ. Tổng thống Indonesia kêu gọi Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn để ngăn chặn sự tàn bạo xảy ra ở Gaza. Máy móc hạng nặng được huy động để kéo công nhân Ấn Độ ra khỏi đường hầm bị sập. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên với phần trình bày của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Bà Talib và các đảng viên dân chủ Hạ viện khác kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ là Rashida Tlaib và các nhà lập pháp đảng dân chủ khác gọi hôm thứ Hai đã kêu gọi Tổng thống Biden yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza trong cuộc họp báo ở đồi Capitol. Sự kiện này do một nhóm tự xưng là Rabbits for Ceasefire gọi là sự tham dự của các dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez của New York, Ayan Omar của Minnesota và Corey Bush của Missouri, và bà Talib đã nhiều lần kêu gọi lên án cuộc tấn công này ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng, đồng thời chỉ trích sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel khi quân đội nước này trả đũa bằng vụ bắn phá khiến hàng ngàn người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo tuần trước đã bỏ phiếu chỉ trích Talib và nhà lập pháp người Hoa Kỳ gốc Palestine duy nhất của cơ quan này. Vì những bình luận của bà về việc cuộc chiến Israel và Hamas, Quốc hội đang xem xét một gói viện trợ có thể cung cấp thêm hàng tỷ Hoa Kỳ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Israel. Nam Hàn đã chào đón Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ngay trước cuộc họp quốc phòng. Nam Hàn đã chào đón các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đến tham dự cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng và đại diện 17 nước trong Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc UNC, cơ quan giám sát cuộc đình chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. UNC là nhóm các nước như Australia, Anh, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi quân đội hoặc có đóng góp hỗ trợ y tế trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, được thành lập vào năm 1950 sau hành động gây hấn của Bắc Hàn chống lại miền Nam. UNC có nhiệm vụ khôi phục hòa bình, thi hành lệnh ngừng chiến và đồng thời đóng một vai trò là kênh liên lạc với Bắc Hàn. Nó được lãnh đạo bởi chỉ huy quân đội Hoa Kỳ đang đóng tại Nam Hàn. Trong hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 55 diễn ra tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Shin Gonsip và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ký thỏa thuận cập nhật chiến lược răng đe tùy chỉnh TDS. Bộ Quốc phòng Nam Hàn chưa công bố nội dung cập nhật, nhưng nhấn mạnh việc điều chỉnh là cần thiết vì chiến lược hiện nay không giải quyết thỏa đáng những tiến bộ nhanh chóng trong chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Quân đội Israel công bố video về bệnh viện ở Gaza nơi con tin bị giam giữ. Quân đội Israel hôm thứ Hai công bố đoạn video cho thấy viện Grand City ở Gaza được cho là đã được sử dụng để giam giữ con tin. Theo quân đội Israel, tầng hầm của bệnh viện Grand City có vũ khí cũng như một chiếc xe máy được cho là dùng để vận chuyển con tin. Quân đội Israel cũng khẳng định khu sinh hoạt tại tầng hầm bệnh viện là nơi giam giữ các con tin. Quân đội Israel nói ngoài Hamas, các nhóm vũ trang khác tại dải Gaza cũng sử dụng bệnh viện trong khu vực làm nơi ẩn náu. Ông tuyên bố IDF đã nỗ lực bảo đảm sơ tán bệnh nhân an toàn khỏi bệnh viện Ramtisi cùng những bệnh viện khác ở miền dải Bắc, dải Gaza. Việc phát hành đoạn video này của quân đội Israel diễn ra trong bối cảnh giao tranh xảy ra tại bệnh viện chính của Gaza. Al-Shifa Israel cho biết Al-Shifa nằm trên nóc trụ sở của Hamas sử dụng bệnh nhân của bệnh viện làm lá chắn sống, điều mà Hamas phủ nhận. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Gaza, người có mặt trong bệnh viện, cho rằng hôm thứ Hai rằng họ đã mất 32 bệnh nhân trong vòng 3 ngày vì tình trạng bệnh bao gồm cả trẻ sơ sinh.
Tổng thống Indonesia kêu gọi Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn để ngăn chặn sự tàn bạo đang diễn ra tại Israel và Palestine. Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã gặp Tổng thống Biden tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, kêu gọi Hoa Kỳ làm nhiều hơn ngăn chặn sự tàn bạo ở Gaza khi thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Biden chào đón Tổng thống Indonesia ở Tòa Bạch Ốc khi hai người chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại San Francisco vào ngày mai, đàm phán về an ninh khu vực, chuyển đổi năng lượng sạch và những chủ đề khác nữa. Tổng thống Hoa Kỳ đã có cuộc hội đàm với ông Joko Widodo ở Tòa Bạch Ốc, nâng cấp ban giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu ngay trước buổi hội đàm, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nâng cấp ban giao lên đối tác chiến lược toàn diện đánh dấu kỷ nguyên mới trong ban giao hai nước trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm tăng cường hợp tác an ninh, cụ thể là an ninh hàng hải, xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững và phối hợp trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Máy móc hạng nặng được huy động để kéo công nhân Ấn Độ ra khỏi đường hầm bị sập. Các máy đào bắt đầu khoan bằng máy móc hạng nặng vào bữa hôm thứ Ba để sửa một ống thép rộng giúp kéo gần 40 công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt bên trong một đường hầm bị sập ở miền Bắc Ấn Độ. Đường hầm dài 4.5 km đang được xây dựng trên một xa lộ quốc gia, một phần của tuyến đường hành hương nổi tiếng của người Hindu, đã bị sập vào khoảng 5 giờ 30 sáng Chủ nhật ở bang Uttarakhand. Các máy đào đất đã loại bỏ các mảnh vùng trong 2 ngày để tạo ra một con đường nhỏ để có thể tiếp cận các công nhân và đang chờ cho một ống thép rộng sẽ được đẩy vào một lỗ mở của các mảnh vùng đã được đào để kéo các công nhân ra ngoài một cách an toàn. Tờ Indian Express đưa tin từ một công nhân đã thoát ra ngoài an toàn, có khoảng 50 hoặc 60 công nhân bên trong đường hầm và khoảng 10 hoặc 20 người trong số họ đã thoát ra ngoài sau khi ca làm việc của họ kết thúc, khi họ ở gần lối ra hơn so với số còn lại bị mắc kẹt sau vụ sập. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan hy vọng phi công Ukraine sẽ sớm bắt đầu được huấn luyện lái F-16. Giao thông hỗn loạn ngay tại Los Angeles, California sau một vụ hỏa hoạn do đốt phá gây ra. Nhà khoa học Bangladesh quyết tâm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết như thế nào? Và dòng chữ gây tranh cãi về chủ quyền lại xuất hiện trong hội nghị hàng ngàn khách Trung Quốc tổ chức tại Hạ Long. Xin mời quý khán giả đón xem.